Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Tại Hải Phòng, dân lo sợ mất an toàn vì cây xăng ngay sát nhà. Phản ánh của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Phản cảm hình ảnh người dân ngủ trưa trên cây, hình ảnh do khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cung cấp cho chương trình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kẹt xe trên quốc lộ 1A do công trình thi công chậm, phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966 3 số cuối 002. Con đường đau khổ tại huyện Mỹ Lộc, Nam Định, phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyền có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Dân bức xúc vì tàu hút cát trái phép xâm phạm đất ruộng, phản ánh của người dân tại thôn Đồng Viên, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thương binh vượt khó làm giàu trên đất mặn, chia sẻ của khán giả Phạm Minh Khang ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi chương trình Góc nhìn khán giả phản ánh về vụ cháy xe bồn chở dầu tại cây xăng cầu Mục nằm trên quốc lộ 10, đoạn qua tiểu khu Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vào tối ngày 26 tháng 9 vừa qua. Ban biên tập của chương trình đã tiếp tục nhận được clip phản ánh của người dân tại địa phương trên về thực trạng cây xăng ngay sát khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với clip của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525 mới gửi tới cho chương trình. Đây là cây xăng thuộc xí nghiệp thương mại Việt Đức ở số 16, tiểu khu Tân Hòa. Cây xăng này chỉ cách cây xăng cầu Mục hơn 50m và ngay sát nhà ông Nguyễn Đình Điều, 57 tuổi, ở số nhà 18. Cây xăng này cũng đã từng xảy ra một vụ cháy xe bồn trong lúc sáng chiết vào tháng 9 năm 2013, nhưng rất may dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại nặng. Ngoài cổng chính thì nhà ông Điều không có lối thoát hiểm khi cháy nổ xảy ra. Chính vì vậy, để đề phòng những tình huống bất chắc, ông đã mở lối thoát hiểm trên trần nhà như thế này. Từ đây, có thể nhìn rõ bể xăng dưới lòng đất của cây xăng ngay sát vách nhà ông Điều và những hộ dân khác. Nhà ông Điều còn phải trồng giàn trầu không, vừa để làm mát, vừa để tránh mùi xăng dầu bốc vào nhà. Tôi rất mong muốn đề nghị để dỡ bỏ những cây xăng để cho đỡ nguy hại, cho coi như là nguy hiểm đến cả gia đình tôi ở tất cả một cái khu này, là toàn gia đình tôi ở. Đấy, nhà thì có bà già, có cháu nhỏ, mà cây xăng thì sát này được. Thưa quý vị và các bạn, theo ông Điều cho biết thì gia đình ông có trẻ nhỏ, người già, lại kinh doanh karaoke nên rất lo hỏa hoạn xảy ra khi sống cạnh bom xăng. Trong đợt cháy ra bồn cây xăng này trước đó, một chiến sĩ cảnh sát chữa cháy đã phải chạy vào bế mẹ của ông Điều đã gần 90 tuổi ra ngoài để phòng cháy nổ. Sau vụ cháy xe bồn chở dầu ở cây xăng cầu Mục, nhiều hộ dân ở quanh đây đã ra kiến nghị cây xăng cạnh nhà ông Điều cần phải ngừng bán, đóng cửa để đảm bảo an toàn. Ông Điều cho biết chủ cây xăng này tên là Chí, gia đình bà Ghi là người bán thuê. Nhà bà Ghi kinh doanh hàng ăn ngay cạnh cây xăng này nên thường hay nấu nướng bằng bếp than. Theo tìm hiểu của khán giả Vũ Ngọc Khánh, thì dọc tuyến quốc lộ 10 từ cầu Mục tới bến xe Vĩnh Bảo dài chừng hơn 1 km nhưng có tới 3 cây xăng. Trừ cây xăng Petrolimex nằm sát bến xe Vĩnh Bảo thì cây xăng cầu Mục và cây xăng ở số 16 nằm trong khu dân cư. Trong khi sân của những cây xăng này quá nhỏ thì lại nằm ngay ở ngã ba giao giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 37, nơi hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện đi qua khiến cho trật tự an toàn giao thông bị ảnh hưởng.
Được biết, theo quy định, các cây xăng trên quốc lộ phải cách nhau 2 km. Như vậy thì thực trạng 3 cây xăng trên một đoạn quốc lộ dài hơn 1 km là vi phạm. Nhiều hộ dân ở tiểu khu Tân Hòa cho rằng nếu chỉ nên để cây xăng Petrolimex gần bến xe Vĩnh Bảo là một điều hợp lý, còn lại là hai cây xăng Cầu Mục và cây xăng ở số 16 cạnh nhà ông Điều thì cần phải xóa bỏ. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ gửi công văn tới Ủy ban dân thị trấn Vĩnh Bảo để có hướng giải quyết. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi trong các chương trình tiếp theo. Thời gian gần đây, trên đường biển Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người dân tại thành phố thường ra con đường này để đánh một giấc ngủ trưa trên những nhánh cây dọc hai bên đường. Để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm trên, lực lượng chức năng quản lý bờ biển đã nhiều lần tiến hành xử lý và nghiêm cấm. Tuy nhiên, thì dù bị cấm, một số người vẫn cố tình vi phạm. Đó là phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh phản ánh về thực trạng này mà chị Hằng đã ghi lại được. Những hình ảnh được ghi lại vào trưa ngày 1 tháng 10 năm 2014 tại hàng cây xanh trên đường biển Phạm Văn Đồng, đoạn trước trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Trong không gian yên tĩnh với gió biển, bên cạnh những người chạy xe ôm nằm ngủ trưa ngay trên chính chiếc xe của mình, một vài người dân lại đánh giấc ngủ trưa ngay trên những cây xanh ở ven đường. Trong đó, có người nằm ngủ trên nhánh cây rất cao. Hình ảnh phản cảm như trên, ngoài việc gây nguy hiểm cho chính người ngủ, còn tạo nên một hình ảnh không đẹp trước mắt các du khách đi ngang qua đây, nhất là khách du lịch nước ngoài. Khi phát hiện có người ngủ trên cây, lực lượng thanh niên xung kích quản lý bờ biển Nha Trang đã kịp thời có mặt để nhắc nhở và leo lên cây tháo gỡ những mảnh gỗ dùng để lót nằm. Tình trạng vi phạm trên đã gây không ít đau đầu đối với lực lượng chức năng, vì hiện chưa có luật nào để xử phạt hành vi nguy hiểm này. Cái tình trạng ngủ trên cây này á, là tình trạng này là trong thời gian tới là phải ngăn cấm, triệt để ngăn cấm, tại vì nó rất nguy hiểm. Ví dụ như mà có như tình trạng như anh nói ngủ trên cây, ví dụ ngủ cây nó té xuống như trong tình trạng rất nguy hiểm. Lâu nay thấy là cấm. Hiện nay chủ yếu là nhắc nhở là chính thôi. Còn ngoài ra là không có một cái biện pháp nào mà xử lý hết đó. Nhắc nhở là chính. Thưa quý vị, khán giả Vân Hằng chia sẻ, chị hy vọng người dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, cũng như là cảnh quan thành phố trong mắt khách du lịch, để hình ảnh những giấc ngủ trưa nguy hiểm như trên sẽ biến mất hoàn toàn trong thời gian sớm nhất. Muốn vậy, lực lượng chức năng nên tăng cường kiểm tra, giám sát vào những giờ cao điểm nghỉ trưa. Còn bây giờ là một phản ánh về giao thông. Phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966 3 số cuối 002. Khán giả này phản ánh, vào thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ 1 đoạn An Sương An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nối dài vào những giờ cao điểm. Nguyên nhân được xác định là do trên tuyến đường này có một số đoạn đang thi công khiến cho các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Đây là những hình ảnh được khán giả Lâm Sơn Vinh ghi lại vào trưa ngày 1 tháng 10 trên đoạn quốc lộ 1 giao nhau với hương lộ 2. Hàng ngàn xe tải các loại nối đuôi nhau nhích từng cm giữa trời nắng vào giờ cao điểm trưa. Do kẹt xe kéo dài nên các phụ xe đã tranh thủ ghé vào một số hàng quán ven đường để mua đồ ăn trưa, chờ di chuyển qua đoạn đường bị ùn tắc. Phía trên đoạn kẹt xe là một đoạn rào chắn của công trình xây cầu vượt làm cho đoạn đường này bị thu hẹp, nên các phương tiện phải từng chiếc một di chuyển qua khu vực này. Tình trạng này kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Đến hơn 2 giờ trưa, đường mới bắt đầu thông thoáng trở lại. Được biết, nguyên nhân dẫn đến kẹt xe là do đơn vị thi công phần lại và thu hẹp làn giao thông
để thi công cầu vượt tại gần khu vực giao nhau với đường Hương Lộ 2. Vào các giờ cao điểm, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, chủ yếu là làn xe dành cho ô tô. Thỉnh thoảng, làn đường dành cho xe máy cũng xảy ra tình trạng tương tự. Qua tìm hiểu, khán giả Lâm Sơn Vinh được một số người dân sống tại khu vực trên cho biết, tình trạng trên đã kéo dài nhiều tháng kể từ lúc đơn vị thi công bắt đầu rào chắn đường để xây cầu vượt. Trước đây, điểm giao giữa quốc lộ 1A với hướng lộ 2 có khoảng hở để người dân đi từ hướng lộ 2 qua đường Tây Lân và ngược lại. Nhưng nay thì khoảng hở này đã bị đơn vị thi công đóng kín. Để đi sang hướng lộ 2, người dân phải quay đầu tại nút giao lộ quốc lộ 1 với Tân Kỳ, Tân Quý và giao lộ quốc lộ với cầu vượt tỉnh lộ 10. Do xe dồn vào hai điểm quay đầu nên dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ngoài ra, một điểm khác cũng bị kẹt xe nghiêm trọng do việc thi công đường là đường dẫn lên cầu Phú Mỹ. Do mặt đường phía quận 2 bị thu hẹp để thi công, sửa chữa, nên nhiều ngày nay hàng trăm xe tải và xe container phải xếp hàng nhích từng chút để có thể qua cầu. Khán giả Lâm Xuân Vinh nhận thấy, sau một thời gian giảm bớt kẹt xe ở các quận vùng ven thì nay lại tái diễn trở lại với mức độ nghiêm trọng hơn. Và người dân thường xuyên đi qua khu vực này sẽ còn chịu cảnh kẹt xe trong thời gian dài cho đến khi các dự án này hoàn thành. Bởi vậy, người dân thường phải lưu thông qua khu vực này, rất mong mỏi các cấp chính quyền địa phương sớm có các biện pháp đẩy mạnh thi công để sớm chấm dứt tình trạng trên. Thưa quý vị, một clip phản ánh khác về giao thông mà chương trình đã nhận được từ khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Clip ghi lại hình ảnh một con đường đau khổ tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Quanh năm trời nắng thì bụi, trời mưa thì ngập, đâu đâu cũng đầy ổ voi và ổ gà. Theo anh Tuyển, con đường trở nên tan nát như vậy là do thiếu sự quan tâm sửa chữa hàng năm. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem và theo dõi những hình ảnh do khán giả này đã gửi về cho chương trình. Tuyến đường liên xã nằm giáp với quốc lộ 10 gần khu công nghiệp Hoàng Anh, thuộc địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Hiện đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Với chiều dài hơn một cây số, trước đây con đường khang trang và chắc chắn, phục vụ hữu ích cho người dân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, do được xây dựng đã lâu nên con đường giờ đây xuất hiện đầy rẫy ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn nhằm nhở và bị hư hỏng nặng, đe dọa đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Đặc biệt vào mùa mưa, việc lưu thông trên tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn. Còn vào những ngày nắng, đoạn đường này trở nên mù mịt bụi bẩn, khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu. Thưa quý vị, theo phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển, trước tình trạng như vậy, người dân chỉ còn cách tự bảo nhau khắc phục bằng cách san lấp mặt đường bằng các loại đá dăm tại một số vị trí đang xuống cấp ở mức báo động. Tuy nhiên thì đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Hiện tại đường vẫn lởm chởm như thách thức người đi đường. Được biết đây là tuyến đường đi tắt thông dụng để ra được quốc lộ 10 nên hàng ngày có rất đông phương tiện lưu thông qua. Và người dân tại nơi này bao năm qua rất mong muốn có được một con đường khang trang, chắc chắn thay thế, đảm bảo an toàn. Gửi clip phản ánh đến chương trình, khán giả Bùi Xuân Tuyển kiến nghị chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan sớm cần có biện pháp khắc phục sửa chữa trước mắt những đoạn đường xấu, giúp người dân qua lại dễ dàng hơn. Còn về lâu dài thì cần phải có biện pháp xử lý dứt điểm, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng của những người đi đường. Thưa quý vị, mới đây chương trình có nhận được phản ánh đầy bức xúc của những người dân tại thôn Đồng Viên, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội về vấn nạn hút cát trái phép diễn ra tại địa phương này từ nhiều năm nay. Theo người dân cho biết, hiện nay các tàu không chỉ hút cát ở khu vực đất ruộng của dân mà đất ở khu vực đường xuống bãi Đồng Viên cũng đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng, khiến con đường đứng trước nguy cơ bị biến mất. Đây là hình ảnh về con đường xuống bãi Đồng Viên, cũng là con đường duy nhất để người dân lưu thông. Thế nhưng, hiện nay con sông đã ăn sâu vào mặt đường. Khoảng cách từ sông đến đường giờ chỉ còn khoảng 5-7 mét.
Nguyên nhân là do tình trạng khai thác cát tràn lan tại khu vực này. Không chỉ lo ngại về nguy cơ mất đường, người dân Đồng Viên còn vô cùng bức xúc khi các tàu hút cát không tha cả phần đất ruộng của dân. Cánh đồng đang ngày càng bị khoét sâu, ăn mòn như thế này. Người dân tại thôn Đồng Viên cho biết, do vấn nạn hút cát ở đây diễn ra từ nhiều năm nay không được giải quyết, nên ngày ngày con sông cứ ăn sâu vào đường đi. Trong khi đoạn đường này lại là đoạn đầu con đường, nếu mất đường thì bà con sẽ không biết đi đường nào vào bãi. Đã nhiều lần, người dân phản ánh với trưởng thôn và kêu cứu lên Ủy ban nhân dân xã Phù Đồng nhưng vẫn chưa được khắc phục. Trong những ngày mưa vừa rồi càng khiến cho con sông tiến gần hơn, nhân dân vô cùng bức xúc cũng như lo lắng cho con đường này đang bị đe dọa. Trong thư phản ánh tới cho chương trình, người dân nơi này cho biết, thực trạng hút cát đã diễn ra từ rất lâu nhưng trong vòng 4 năm trở lại đây thì nó diễn ra một cách rầm rộ hơn. Trước đó thì vấn nạn chỉ ở mức độ phục vụ xây dựng của nhân dân nên không có tình trạng sạt lở nghiêm trọng như trên. Các tàu hút cát cũng có người của làng, cũng có của các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương lên hút rồi bán cho bãi cát của ông Hậu, người làng Phù Đồng. Sau đó, cát bán tới các công trình lớn như là khu công nghiệp hay các dự án xây dựng. Vì bị người dân phản đối xua đuổi nên các tàu hút cát này hoạt động 100% vào ban đêm. Mỗi khi đêm xuống là các tàu này rời khỏi vị trí neo đậu để đi phá ruộng của người dân. Vì phần lớn ruộng ở khu vực này là đất cát, nên các mũi hút cát chỉ việc đâm vào gần bờ là nhanh chóng được một tàu cát đầy vài chục khối. Cũng vì thế mà đời sống của người dân bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Bà con thường xuyên bị mất ngủ bởi tiếng của hàng chục con tàu hút cát gần bờ thúc rầm rập ở bên tai. Qua chương trình, người dân nơi này hy vọng chính quyền tại địa phương và các ban ngành chức năng sẽ sớm xử lý triệt để tình trạng trên để giải tỏa bức xúc cho bà con. Quan trọng hơn cả là việc bảo vệ đất đai, đồng ruộng cũng như con đường đi lại của người dân. Thưa quý vị và các bạn, về vấn đề này, chương trình Góc nhìn khán giả sẽ liên hệ với Ủy ban dân xã Phù Đồng và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Gia Lâm, Hà Nội để xác minh làm rõ và xử lý nếu có. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong những chương trình tiếp theo. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại là thương binh 3/4, tưởng chừng như ông Nguyễn Bé Ba ở ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau sẽ là gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng bằng đôi tay và sự nghị lực của mình, ông Ba đã không chịu khuất phục mà lại mạnh dạn thực hiện mô hình sản xuất đa canh, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình trên 350 triệu đồng. Để cùng tìm hiểu về tấm gương nghị lực này, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của khán giả Phạm Minh Khang ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Năm 1999, gia đình ông Nguyễn Bé Ba đã đến ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển sinh sống và lập nghiệp. Vùng đất mới, ban đầu hoang hóa chưa được cải tạo, vợ chồng ông phải dầm mưa dãi nắng, cải tạo đất phát triển kinh tế. Với lòng kiên trì và sự cố gắng vươn lên, ông quyết tâm thử nghiệm nhiều giống màu, cây ăn trái để phát triển kinh tế, phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất nơi đây. Mảnh đất trũng thấp ngày nào đã được ông Ba quy hoạch và kê thành liếp để trồng màu. Dưới mặt nước nuôi thủy sản. Đất không phụ lòng người. Nguồn hoa màu của ông cứ đâm chồi, xanh tốt trên đất mặn và được lấp vụ thường xuyên. Hiện ông Ba trồng các loại cây tùy theo vụ. Như thời điểm hiện tại, trồng khổ qua, dưa leo cùng các loại. Sang mùa, ông trồng rau nhiều. Bình quân một năm, thu nhập từ hoa quả và rau trên 100 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, ông Ba còn cải tạo diện tích mặt nước, đáy ao để thả sò giống. Năm 2013, trên diện tích khoảng 1 hecta, ông thả 500 kg sò giống. Sau 8 tháng thu hoạch được 3,5 tấn. Với giá bán 55.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, ông lãi 100 triệu đồng. Thừa thắng xông lên, đầu năm 2014, ông thả thêm 1,2 tấn sò giống mua với giá 100 triệu đồng 1 tấn. Bình quân 1 kg sò giống giá dao động từ 100 đến 120.000 đồng.
1 kg khoảng 700 con. Sau 8 tháng thả nuôi, sau phát triển đạt trọng lượng 70 con trên 1 kg. Ước vụ thu hoạch đợt này, ông Nguyễn Bé Ba lãi trên 300 triệu đồng. Theo chia sẻ của khán giả Phạm Minh Khang, khi rời quân ngũ trở về nhà ở phường 9, thành phố Cà Mau với tấm giấy chứng nhận thương binh, cuộc sống khó khăn nên nhiều lần ông Nguyễn Bé Ba phải chuyển nơi ở từ phường 9, thành phố Cà Mau xuống xã Đất Mới, huyện Nam Căn, rồi đến xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiền. Mãi cho đến năm 1999, ông Ba mới tích góp tiền và sang được 3,5 hectare đất vuông nuôi tôm ở ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiền và sinh sống cho đến ngày hôm nay. Bằng đôi tay và nghị lực của mình, ông Ba đã không chịu khuất phục, mạnh dạn thực hiện mô hình sản xuất đa canh. Dù mang trong mình những căn bệnh do di chứng từ chiến tranh, nhưng hàng ngày ông vẫn lao động không ngừng nghỉ. Những liếp rau luống cải trong vườn luôn xanh tốt, theo bước chân và những giọt mồ hôi của người thương binh cần cù lao động, Nguyễn Bé Ba. Thưa quý vị, còn bây giờ ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại các clip đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Dọc tuyến quốc lộ 10 từ cầu Mục tới bến xe Vĩnh Bảo ở thành phố Hải Phòng dài chừng hơn 1 km nhưng có tới 3 cây xăng. Trừ cây xăng Petrolimex nằm sát bến xe Vĩnh Bảo thì cây xăng cầu Mục và cây xăng ở số 16 nằm trong khu dân cư khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Trong khi sân của những cây xăng này quá nhỏ lại nằm ngay ở ngã ba giao giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 37 nơi hàng ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông qua khiến cho trật tự an toàn giao thông bị ảnh hưởng. Phản ánh của khán giả Vũ Ngọc Khánh có số điện thoại 0963 3 số cuối 525. Thời gian gần đây, trên đường biển Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhiều người dân thành phố thường ra con đường này để đánh một giấc ngủ trưa trên những nhánh cây dọc hai bên đường. Để ngăn chặn tình trạng nguy hiểm trên, lực lượng chức năng quản lý bờ biển đã nhiều lần tiến hành xử lý và nghiêm cấm. Tuy nhiên, dù bị cấm, một số người vẫn cố tình vi phạm. Phản ánh của khán giả Vân Hằng, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian gần đây, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn An Sương, An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe nối dài vào giờ cao điểm, chủ yếu là làn xe dành cho ô tô. Thỉnh thoảng làn đường dành cho xe máy cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nguyên nhân được xác định là do trên tuyến đường này có một số đoạn đang thi công, khiến cho các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn. Và người dân thường xuyên đi qua khu vực này sẽ còn phải chịu cảnh kẹt xe thêm thời gian dài cho đến khi các dự án này hoàn thành. Phản ánh của khán giả Lâm Sơn Vinh từ số điện thoại 0966 3 số cuối 002. Tuyến đường liên xã nằm sát với quốc lộ 10 gần khu công nghiệp Hoàng Anh đi vào thuộc địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định hiện đang xuống cấp khá nghiêm trọng. Quanh năm trời nắng thì bụi, trời mưa thì ngập, đầu đầu cũng đầy rẫy ổ voi, ổ gà. Con đường trở nên tan nát như vậy là do thiếu sự quan tâm sửa chữa hàng năm. Đã có nhiều vụ va chạm và tai nạn giao thông xảy ra trên chính con đường này, nhất là vào buổi tối. Phản ánh của khán giả Bùi Xuân Tuyển có số điện thoại 0166 3 số cuối 452. Nhiều năm trở lại đây, tình trạng hút cát trái phép ngày càng trở nên nghiêm trọng tại thôn Đồng Viên, xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Không chỉ hút cát ở bờ sông khiến con đường đi xuống bãi Đồng Viên đang đứng trước nguy cơ biến mất, các tàu hút cát cũng không tha cả phần đất ruộng. Mỗi khi đêm xuống là các tàu lại rời khỏi vị trí neo đậu để đi phá ruộng của bà con. Thực trạng trên khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc. Phản ánh của người dân thôn Đồng Viên. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại là thương binh 3/4, tưởng chừng ông Nguyễn Bé Ba ở ấp Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau sẽ là gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, bằng đôi bàn tay và nghị lực, ông Ba đã không chịu khuất phục mà mạnh dạn thực hiện mô hình sản xuất đa canh, mỗi năm đem lại thu nhập cho gia đình trên 350 triệu đồng. Chia sẻ của khán giả Phạm Minh Khang ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin hình ảnh clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hay cũng có thể gửi thư đến địa chỉ email mới của chương trình là góc nhìn khán giả a@vtc.gov.vn. Hoặc quý khán giả có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904 88 1414.
khi gửi hình ảnh clip chia sẻ về cho chương trình. Quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.